Thưa quý vị, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của Chính phủ, đồng thời hưởng ứng chiến dịch 40 ngày đêm tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, chiều nay thành phố Thủ Dầu Một tổ chức lễ trao tặng trang thiết bị phục vụ tích hợp định danh điện tử mức độ 2 cho 14 phường trên địa bàn. Phát biểu tại lễ trao tặng, lãnh đạo thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu các phường cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động người dân đến thực hiện để nhanh tiến độ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được nhanh chóng tích hợp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo đúng lộ trình, tiến độ đề ra của tỉnh. Trước đó, trong 2 ngày cuối tuần qua, thành phố đã ráo riết tăng cường triển khai công tác tích hợp và kích hoạt cho trên 22.000 trường hợp, nâng tổng số tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã kích hoạt lên gần 87.000. Hiện tại, với sự huy động của cả hệ thống chính trị, lực lượng công an thành phố và 14 phường đã tăng cường công tác triển khai thực hiện đề án 06, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để gấp rút hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra.